Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cũng may, viện trưởng còn tính giải nguy. Một trưởng này vừa tới Võ Hoàng. Xích tiêu liệt hòa trảm. Lão tử dùng linh lung hỏa luyện đan dược và hàng vạn vũ khí, đồ thuần phục hỏa diễm sớm đã bùng nổ. Đã đến lúc cho thế nhân chứng kiến hỏa đại sư ta chơi thế nào rồi. Tiểu hỏa diễm này tựa như có thể thiêu đốt cả không gian, chẳng trách viện trưởng ngài lại tôn sùng hắn như vậy. Cứ yên tâm, cứ yên lặng mà quan sát đi, hắn vẫn còn dư lực. Nguy nan thu chi đạo. Tuổi tác của quân trưởng môn cũng không kém chúng ta bấy nhiêu đâu nhỉ, lại mạnh mẽ đánh tan hư không trưởng của viện trưởng như vậy. Yêu nghiệt. Các vị học viên muốn trở thành cường giả giống như bổn tọa hay không? Đến báo danh đi, bổn tọa sẽ nói cho các ngươi biết thế nào là đạo của cường giả. Ta báo danh, ta cũng muốn báo danh. Quân trưởng môn, lúc luận kiếm ở Hoa Sơn, nghe nói một mình ngài chỉ điểm cho chư phái trưởng môn, là thật hay sao? Quân trưởng môn, nghe nói đệ tử của ngài đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Quân trưởng môn, ta đã thu thập được giấy chứng nhận của môn phái ngài, có thể ký tên hay không? Tư đồ viện trưởng, mặc dù đao vừa rồi kia của ta rất là đẹp trai, nhưng các học viện của Thiên Dụ học phủ cũng quá nhiệt tình rồi. Quân trưởng môn là người kiệt xuất nhất ở trong đám người đồng trang nữa. Ngươi cũng là thần tượng của rất nhiều học viện của Thiên Dụ học phủ. Thần tượng, nhưng không phải vừa rồi ngài nói trước cửa tụ tập một đám học sinh nghi ngờ năng lực của ta hay sao? Đây không phải là lo lắng cho quân trưởng môn luống cuống trước mặt của người hâm mộ hay sao? Đám người hâm mộ ở cửa này chính là người hâm mộ thâm niên của người. Ngài không thấy hay sao? Bọn họ đều tự phát ngăn cản những học viên kích động khác mà. Nghe nói họ còn có đồng phục hỗ trợ. Cái này mẹ nó là gì thế? Ai đù má lại dùng giấy chứng nhận của thần tượng để làm đồ hỗ trợ? Các vị đồng học, tiếp theo học phủ sẽ sắp xếp khóa trình môn của quân trưởng môn. Các đồng học chỉ cần đến phụ đạo viên báo danh là được. Quân trưởng môn, về sau sẽ là khách tọa đạo sư của chúng ta. Các vị không cần phải tụ tập ở đây, còn rất nhiều thời gian. Quân trưởng môn, bởi vì phân viện trưởng, mấy khoa khác, đối với trình độ dạy học của người còn có chút nghi ngờ. Cho nên, hy vọng người có thể thử nghiệm một bài học trước. Thiên Dụ học phủ không thiếu tất nhiên là thiên tài, nhưng luôn luôn có một ít thiên tài trong thiên tài, phần lớn tâm khí đều cao ngạo. Bình thường đạo sư đều không cách nào có được tán thành của bọn họ. Vì vậy, ta đã hợp thành một lớp riêng cho họ, tụ anh đường. Đám nhóc xa xa kia không tụ lại đây sao? Bọn họ chính là học viên của tụ anh đường, chiến lực xuất sắc nhất ở Thiên Dụ học phủ chúng ta, nhưng cũng là ngạo khí nhất. Đâm đầu mới có thách thức dạy học mà. Ta vẫn rất có tiềm năng của một giáo viên cay độc. Đúng rồi, tư đồ viện trưởng, trước ta có một tên hàng giả, các người vì sao không đi chiêu mộ hắn thế? Tuy rằng lão phu tuổi đã cao, thị lực kém, nhưng vẫn không đến mức bị một con khỉ nhỏ trêu đùa. Tuy nhiên loại thiên địa linh vật này lại ngụy trang làm quân trưởng môn, đây cũng không thể nói cũng là một cơ duyên. Sở thiếu, lát nữa quân thường tiếu kia sẽ đến dạy cho chúng ta. Ngươi thấy sao? Cũng chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi, thực lực tuy mạnh, nhưng ta không cảm thấy hắn có thể dạy cho chúng ta. Lão tử đến tuổi của hắn, nhất định là sẽ mạnh hơn hắn. Người tiểu cường tử rất là cưỡng từ đoạt lý nha. 2 năm nữa ta nhất định là sẽ mạnh hơn hắn.
Chờ ta đến cảnh giới của hắn nhất định có thể tra tấn hắn. Gặp phải địch nhân, ngươi cũng nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Có bao nhiêu kẻ thù sẽ cho ngươi cơ hội phát triển? Khi ta dạy đệ tử của ta đã nói, buông lời tàn nhẫn vô dụng, hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Bọn họ mặc cái gì vậy? Như thế nào mới có thể trở thành cường giả? Làm thế nào để vượt qua kẻ thù, mục tiêu của chính mình? Hôm nay ta sẽ dạy các người, cũng là bài học đầu tiên của tất cả đệ tử Thiết Cốt Tranh Tranh phái. Bị đánh độc nhất, thành người mạnh nhất. Bài học đầu tiên của quân lão sư là làm thế nào để không chết. Không hổ là thiên tài trong thiên tài, đánh rồi mới thấy sướng tay thật. Người đây là phạt thể xác. Cha ta còn chưa có đánh ta như vậy đâu. Ta phải khiếu nại, ta phải. Thả bọn ta ra, tất cả phòng định hình. Hoạt động quá tải. Ở đó không được. Viện trưởng, quân lão sư có phải ra tay mạnh quá lặng rồi không? Nhóm học sinh này bị đánh đến kêu ra nhịp luôn rồi. Quân lão sư nói cũng có mấy phần đạo lý. Học bị đánh trước rồi mới đánh người. Nói nào nói vậy, nhưng như vậy cũng dễ lưu lại nội thương cho cơ thể, không có lợi cho tương lai đột phá. Trong lời đồn, đệ tử của Thiết Cốt phái ai nấy đều mình đồng ra sắt, nhục thân cường hãn. Có lẽ chính là vì loại phương pháp huấn luyện chịu đòn này. Vậy quân trưởng môn có lẽ có tư cách đối phó với... Có lẽ có cách đối phó tương ứng với nội thương của cơ thể. Mặc dù bây giờ nhìn có vẻ hắn chỉ muốn đánh cho sướng thôi. Ác quá rồi. Từ ban ngày đánh tới đêm, toàn thân giống như là đứt gân gãy xương thôi. Ấy, mình nhìn thấy ảo giác rồi sao? Bà nội, là bà tới đón con rồi sao? Uống thuốc đi. Thuốc gì mà thần kỳ như vậy, cảm giác vết thương vừa nãy đều là ảo giác. Cảm giác cơ thể có chút thay đổi, ta cũng vậy. Cảm giác như sức mạnh tăng lên rõ rệt. Dùng đan dược quý giá như vậy để cứu chữa cho chúng ta, những kẻ bị ác ma hủy hoại. Còn kèm theo cả nâng cao chiến lược cho chúng ta nữa. Là tiên nữ, nữ thần. Vị nữ thần này là trợ giảng của bốn đạo sư, Lục Thiên Thiền. Thuốc vừa nãy cho các ngươi uống chỉ có công dụng trị thương, nâng cao tố chất của cơ thể các ngươi. Là do giáo dục thiết quyền mà bốn đạo sư thích. Luyện thể như luyện thép, qua nhiều lần gọt rũa mới có thể bất khả chiến bại. Khóa học tiếp theo, ta sẽ tự tay từng quyền một chế tạo các ngươi thành mình đồng da sắt. Từng quyền một. May là còn có Thiên Thiên nữ thần, có thể giúp cho chúng ta vượt qua được khoảng thời gian đau khổ này. Đúng rồi, vừa nãy nghe các người lại gọi là Thiên Thiên nữ thần. Thiên Tiền, thậm chí còn có bà nội. Lão tử tuyên bố chủ quyền trước, nữ thần của các ngươi là của ta. Nữ thần nhất định nào bị ép. Nháy mắt liền chữa lành tất cả vết thương trên cơ thể. Xem ra đây chính là thứ mà Thiết Cốt phái dựa vào để tu luyện nhanh chóng. Viện trưởng, học viên bị đánh đập mấy canh giờ rồi, ông thế mà lại ngủ mất tiêu. Ôn cái gì mà ôn, không biết ta trước giờ chưa bao giờ thức khuya, chú ý dưỡng sinh, mới hầm chết được những tên thiên phú cao hơn ta, đạt tới địa vị ngày hôm nay hay sao? Viện trưởng, những lời này sau này đừng nói lung tung, ta sẽ coi là thật đó. Ta chưa từng lo lắng quân lão sư sẽ thật sự hại những học sinh này, bởi vì những đứa trẻ này ở trong mắt hắn không chỉ là học sinh của Thiên Dụ học phủ, mà càng là lực lượng trung kiên của Thiết Cốt phái của hắn trong tương lai. Thượng Thiên, tiếp theo cần tế vũ đường đi tìm một người hoặc thú giả danh của ta. Bây giờ hai thế lực lớn nhất ở trong Vương Thành đều chứng nhận ta là thật, xác suất cao là hắn ta đã ra khỏi Vương Thành rồi. Mạo danh trưởng môn, hắn có đặc điểm gì? Hắn giống như ta,
anh Tuấn phi phàm. Mày kiếm mắt sao? Phong thần tuấn tú mặt trắng như ngọc. Anh Tuấn hơn Thanh Dương một chút, nhưng mà hắn không có cái tiện. Tinh nghịch ở trong tính cách của ta. Được, ta sẽ ghi lại những đặc điểm này, những đặc điểm này ngay, sau đó sắp xếp người đi tìm kiếm. Hy vọng hắn đừng có mang cái gương mặt đẹp trai này của ta làm ra những chuyện thương thiên hại lý gì. Nhiệm vụ tìm người trông giống như là trưởng môn, không có mặt dày như trưởng môn.